Hello, chào mừng kênh đã quay trở lại với kênh Giày Suy Hiểu nha. Hôm nay tiếp tục gửi tới cả nhà rất nhiều siêu phẩm mới cập bến. Đầu tiên đó là một cái đôi giày LV Monte. Đôi này thì vẫn rất hot cả nhà ơi. Nói chung là lên mẫu nào thì các anh ủng hộ em mẫu đó. Hôm nay em về được cái một đôi em này da trơn nhá, màu đen. Và khóa của em này là màu titan nha cả nhà. Màu titan nha, chứ không phải màu trắng đâu nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn, lóng lánh và rất là nổi bật trên cái lưỡi gà nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Đôi này tình trạng là da rất là mịn màng đó cả nhà ơi. Đẹp lắm, thực sự là những cái đôi giày tới từ nhà LV, cái da của nó rất là xịn nha. Bóng láng và mịn màng cái khóa của nó này. Đấy, em quay cận cảnh để cả nhà thấy nhá. Đây là một cái mẫu Monte thì quá huyền thoại rồi. À, hai khóa hai bên đều có dập chữ LV cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Và sau gót của em nó cũng có một cái miếng cao su có chữ Louis Vuitton nhá. Nói chung là nhìn đâu cũng thấy chữ Louis Vuitton. Nói chung là nhìn cái đôi giày là biết tới từ nhà LV rồi nha cả nhà. Những cái mẫu này thì quá dễ mang và dễ xỏ rồi. Cả nhà mình chỉ việc xỏ chân vào là đi thôi, dòng Mocha. Và rất là dễ phối đồ luôn á. Thực sự là các anh bỏ áo trong thùng hay là mặc quần short hay là quần gì cũng được hết á. Nói chung cái dòng Monte này quá đỉnh rồi, mãi đỉnh luôn cả nhà ơi. Đẹp quá cả nhà ha. Rồi, đôi này thì gót mòn ít thôi cả nhà ha. Mình đi thì nó sẽ bị gót mòn một ít bên góc thôi, không đáng kể nha. Cấu trúc đế của em này thì cả nhà thấy rồi. Đây là một cái bộ cấu trúc đế của dòng Monte huyền thoại ha. Đó, gồm những cái khối á, đi rất là mềm êm và nó ma sát, nó giữ thăng bằng rất tốt nha. Đó, cả nhà nhìn thấy không có một cái vết xước nào đâu cả nhà nha. Không có vết xước nào nha, rất là đẹp luôn. Da rẻ rất là đẹp luôn ha. Tổng thể em này vẫn còn rất ok, 95% cả nhà. Lót jean nha, Louis Vuitton Paris nè. Đây, lót jean nha. Rồi, đó, cả nhà thấy một cái form mocha của nhà LV. Quá đẹp nha, mãi đỉnh luôn. Em này da trơn nên là rất dễ phối đồ, màu đen nữa. Đó, quá đẹp luôn. Và size của em này là size 42 cả nhà ha. Mã chốt hàng là A33. Em bán đôi này 9 triệu nhá. Những cái dòng Monte thì năm nào cũng ra và nó bán lanh quanh phải từ 25 triệu trở lên. 1.100, 1.200 gì đó chưa phí và ship nhá. Em này em bán rẻ 9 triệu thôi, tại vì nó có một vài cái chấm ở đây nè cả nhà. Đó, một vài chấm thôi nhưng mà không do vận chuyển nha. Nhưng mà không ảnh hưởng đâu, mình đi lên chân thì không ai thấy gì cả đâu cả nhà. Đó, em báo lỗi nhẹ để cả nhà mình biết rõ tình trạng nha. Đấy, bên em bán hàng là bao chính hãng trọn đời và không có bán hàng mập mờ ha. Các anh nhận hàng cứ thử cho em ưng ý và vừa size hãy nhận nha. Rồi, tiếp theo là một em mocha tới từ nhà Salvatore. Em này là dòng mocha da hạt nha cả nhà, màu đen luôn. Da của em này là da hạt, rất bền bỉ và chống chảy xước rất tốt nha. Những cái dòng da hạt đó nhìn rất là hay luôn. Nó kiểu như là nhìn nó kiểu men men thế nào cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Và em này sở hữu một cái tắc, nó nằm ngay ở giữa cái đôi giày nha cả nhà. Thay vì những cái khóa Hobbit của nhà Salvatore mình hay thấy thì em này sở hữu một cái khóa, một cái tắc nhỏ nhỏ ở ngay giữa ha. Rất là dễ thương luôn. À, khác biệt so với những cái dòng mocha khác của nhà Salvatore ha. Đấy, đẹp lắm cả nhà ơi. Dòng mocha thì rất tiện rồi, các anh chỉ việc xỏ và đi thôi nha. Da đẹp, hầu như rất ít chảy xước cả nhà nha. Dòng da hạt đẹp lắm. Đế sau gót của nó này, à, sau gót này, đế âm nha cả nhà. Gót mòn rất ít nha, gót mòn ít cả nhà. À, và cái cấu trúc đế của nó cũng rất là xịn sò luôn, gồm những cái khối này. Đó, cả nhà để ý những cái đôi giày xịn này, cái bộ đế dòng mocha rất là hay ha, gồm những cái đế cao su, nó rất là mềm êm, đi rất là sướng nha. Và đặc biệt là nó may hết từng khối này nó may hết rồi nha cả nhà. Đó, nó may hết từng khối này, Salvatore này, nên là không có chuyện mà bong chóc gì đâu nha cả nhà, rất xịn luôn. Đó, xui lắm là anh nào đi mà sút vào cục đá hay gì đó thì nó vỡ thôi, chứ còn bình thường đi rất là đã luôn.
lót jean Ferragamo, dòng lót này đi rất sướng nha, da và ở giữa nó có một cái khối nó lòi lòi lên á, mình kiểu như là nó massage ngay cái lòng giữa lòng bàn chân của mình, nó đã lắm. Anh nào đi rồi sẽ biết ha. Gót của nó này, đây, rất là mới và đẹp, hầu như chưa có chảy xước gì cả nhà nha. Dòng Mocha này thì đẹp quá rồi. Đó, anh nào thích cái kiểu khóa là khóa ngay giữa và kiểu như là da hạt á thì chọn đôi này cho em ha. Em này size của nó lanh quanh 41 hoặc 415 nha, size nó đóng 7/2 á. 41 mà chân bè đi được luôn cả nhà nha. Hoặc là 415. Mã chốt hàng là A31, em bán đôi này 2,3 triệu nha. Rất là rẻ cho một đôi Mocha luôn đó cả nhà nha. Và bên em là bao chính hãng cũng như là thử hàng trước khi nhận cả nhà ơi. Rồi, gửi tới các anh một cái đôi giày tới từ nhà Bali, một em sneaker màu đen, tông đen nha. Tông đen và em này sở hữu một cái làn da B, phải nói là nó mềm nhũn luôn đó cả nhà. Trời ơi, thực sự là nó mềm kinh khủng luôn, em sờ thôi đã phê rồi. Chưa kể là mang vào chân đó, đã lắm. Đôi này thì kiểu như là màu đen, khá là nhã nhặn. Ở trên phần lưỡi gà thì em nó có một cái miếng vải á, một miếng vải tông đỏ, đỏ trắng ở trên lưỡi gà thôi, hai bên lưỡi gà ha. Đó, còn lại là tông màu đen hết cả nhà ơi. Nên là rất là dễ mang luôn á, anh nào thích một cái kiểu màu nhã nhặn á thì chọn đôi này cho em ha. Da B rất là mềm, em cam kết với cả nhà nó mềm nhũn luôn á thiệt. Sờ là thấy phê rồi. Và cái đế của nó này cả nhà nha. Đế cao su và nó may hết rồi này. May hết rồi này. Và gây ấn tượng với mọi người bằng những cái chữ B này. Bali viết tắt nha cả nhà, hai bên hông này. Nó rất là ấn tượng luôn. Đấy, Bali, nhìn đâu cũng thấy chữ Bali hết. Sau gót nha cả nhà. Đôi này đế cao su mềm và êm này. Cực kỳ mềm và êm nha, gót mòn ít thôi cả nhà ơi. Đấy, đôi này thì cả nhà đi vài năm nữa ha, đế jean Bali. Cả nhà để ý những đôi giày xịn thì lúc nào đế, thậm chí là cái lót nó đều có dập thương hiệu của hãng nha. Không có, nó không có sử dụng những cái bộ đế lai đâu cả nhà ơi. Da nó mềm nhũn luôn nè, ui cha ơi, đã lắm. Đôi này có cái độ dày nó vừa phải nè, độ dày của nó vừa phải này. Và thực sự nó mềm lắm luôn đó cả nhà, nó mềm lắm luôn. Lót jean bên trong này, lót jean nha cả nhà, gót là sạch sẽ đẹp đẽ nha cả nhà nha. Đôi này cả nhà mình mua đi mang đi chơi mùa hè này, đi du lịch này, đi chơi cả ngày luôn, không sợ bị đau chân nha. Đi du lịch đó, đi cả ngày luôn cho em. Size 395 nha. Rồi mã chốt hàng là A32. Em bán đôi này 1,6 triệu thôi. Đó, một cái đôi rất là nhã nhặn. Da B đẹp lắm nha. 1,6 triệu là rất là rẻ luôn. Cơn bão giá nhà em đã tới rồi cả nhà ơi. Rồi tiếp theo một em Loafer Gucci. Rất là đẹp luôn. Em này thì dòng này thì nhà Gucci bán rất là chạy nha. Em này thay vì một cái khóa Hobbit nó kiểu như tròn tròn á thì em này nó cách tân một chút xíu nha. Đó, ở đây thì nó hình vuông, nó vát vuông này cả nhà ơi. Và cái khóa này màu trắng nha. Đó, cái khóa này nhìn nó hay hơn cái khóa tròn tròn mình hay gặp nha cả nhà. Nó sẽ kiểu như là nó nhìn nó men hơn ha. Em này sở hữu một cái tông màu xanh navy cả nhà. Một cái màu xanh navy nha. Và chất da B nó rất là mềm luôn. Độ dày vừa phải và rất là mềm luôn. Mịn, sướng lắm nha. Sờ vào nó thấy đã rồi nha cả nhà. Đó, những cái đôi giày xịn thì lúc nào á, cái chất lượng về nguyên liệu nó là hàng đầu. Có nghĩa là cái da là nó đã là xịn sò rồi ha. Đó, rất xịn rồi. Một cái mẫu loafer cũng rất tiện dụng luôn. Cả nhà thì việc xỏ chân vào là đi thôi nha. Không cần phải xỏ dây. Rất tiện nha cả nhà. Da nó đẹp lắm cả nhà ơi. Và cái khóa của nó là rất là nổi luôn nha. Dòng này nhà Gucci bán được rất nhiều cả nhà. Đó, và những cái mẫu này em về là thường em sẽ bán rất là nhanh. Các anh sẽ rất thích cái màu xanh navy cũng như là cái kiểu khóa này nha. Nó sẽ khác một chút xíu so với cái khóa Hobbit tròn tròn nha. Rất là đẹp. Đôi này
đế da khâu lấp chỉ nha cả nhà, đế da khâu lấp chỉ này rất xịn luôn, Gucci made in Italia, nó dập này cả nhà thấy không, rất xịn luôn, những cái nét của nó nho nhỏ nhưng mà rất sắc, chữ nào ra chữ đó nha, không có lem nhem giống như những đôi hàng lởm đâu. Và em đã dán chống trượt trước và sau luôn cho cả nhà rồi. Đấy, một đôi giày rất xịn sò, nó đóng size 6 1/2 nha cả nhà, có nghĩa là tương đương với size 40.5, và em bán đôi này 2,7 triệu thôi. Anh nào thích thì nhắn cho em mã chốt hàng A3 nha, A3 2,7 triệu. Số điện thoại của em là 0921 967 567 nha. À, là lót của nó zin nha, Gucci made in Italia này, lót zin và rất là mềm luôn nha cả nhà, thật sự nó rất là mềm luôn, cả nhà đi vào chân sẽ cảm nhận được cái sự mềm mại của đôi giày nha. Đó, không cần sushi cái đôi giày nó vẫn rất đẹp, lên chân thì thôi rồi nha. Rồi, gửi tới các anh các chú một cái đôi giày, một cái đôi giày siêu lướt tới từ nhà Atet Tony, một cái đôi giày với cái màu vàng bò đẹp, phải nói là đẹp nhức nách luôn nha, da bò hạp và màu vàng bò. À, và đặc biệt là em này có một cái khóa màu đồng luôn nha, khóa đồng rất là khác biệt so với những đôi Atet Tony mình thấy trước đây này. Nó cũng có chữ Atet Tony, nó khắc nhỏ xíu ở đây cả nhà thấy không? Rất đẹp luôn. Một cái tông loafer phải nói là đáng yêu ghê, từ màu sắc cho tới form dáng này. Cả nhà để ý một cái mẫu loafer nó trơn và nó chỉ có một cái lắc kê thôi, nhìn thấy rất là khác biệt cả nhà ha. Tông màu vàng bò nha cả nhà, tông màu vàng bò rất đẹp và xịn sò luôn. Đó, đôi này tình trạng là lướt nha cả nhà. Ê, cả nhà thấy không? Lozin này, Atettoli, Bologna, Italia này, Lozin nha, size 5 này cả nhà thấy không? Rất mới luôn. Lòng trong của em này á là lớp da này cả nhà thấy không? Những cái lông của nó này rất là mịn màng nha, đi vào chân sẽ rất sướng luôn. Đó, cả nhà thấy gót này, mới tinh cả nhà ha. Đấy, và cái đế của nó này, à, đấy, đôi này phải 97-98% nha. Đế zin là cả nhà Atet Tony nè. Và cái phần này là phần chống trượt cũng zin của nó nha. Và nó gợn sóng nha, chứ không phải nó bằng đâu, cả nhà để ý này. Nó gợn sóng này, nó gợn sóng nha, chứ nó không phải nó bằng đâu nha cả nhà. Nên là chống trượt, chống ma sát các kiểu đều rất hay ha. Gợn sóng này, à, rất là khác biệt luôn. Và zin của nó nha, rất là khác biệt nha. Phần trên là đế da khâu là cả nhà ơi, rất xịn. Và độ mới thì phải, độ mới của đôi này em nghĩ là chủ cũ đi vài lần thôi cả nhà. Atet Tony made in Italia này, size 39, size 5 này, 39 này. Và mã chốt hàng là A35 nha, em bán 2,8 triệu. Đó, một cái form loafer rất là dễ thương luôn, từ màu sắc cho tới thiết kế cho tới là cái mũi nè cả nhà ơi, đẹp quá đẹp luôn. Em để đây nha, để anh nào ưng thì nhanh tay chốt cho em. Rồi, một em loafer tới từ nhà Dolce & Gabbana, rất thích hợp cho mùa hè luôn cả nhà ơi. Đôi này cả nhà mình mang đi chơi, đi du lịch mùa hè này thì hết bài. Chất liệu vải nha, chất vải, và nó có theo những cái hình lá này, những cái lá cây này, này, những cái lá cây với tông màu vàng, xanh, đỏ, nói chung là khá là nhiều màu sắc nha, khá nhiều màu sắc. Và một cái form loafer á, kiểu như là nó bo tròn, thon tròn, dễ thương lắm cả nhà ơi. À, cái mũi của nó bo tròn, ú na ú nành nè, yêu lắm luôn. Và ở lưỡi gà nè, và phần sau gót á, thì nó thêm những cái bọc cái miếng da, và nó may cái kiểu cũng khá là hay cả nhà thấy không? Bọc da nha, sau gót thì nó bọc cái lớp dày hơn chút xíu để bảo vệ cái gót của nó này. Wow, đôi này mà mùa hè này đi thì bá cháy luôn nha. Chất vải nha, Dolce & Gabbana made in Italia này. Đây, lót zin nha cả nhà nha, lòng trong và lót đều quá ok và ổn áp luôn. Đôi này cái form của nó dày nè cả nhà nha, không cần sushi nó vẫn giữ được cái form dày rất là chuẩn luôn nha, mặc dù nó là bằng vải, mặc dù nó bằng vải cả nhà nha. Cả nhà thấy những hoa văn của nó này, đẹp quá đẹp luôn. Đế em này là đế da khâu nè, đế da khâu và rất là mới, cả nhà nhìn cái đế này, mới đi vài lần thôi nha, đế da khâu quá xịn luôn, gót mòn rất ít.
mòn rất ít nha, Dolce & Gabbana đế mòn rất ít nha. Đó, quá xịn luôn. Em này size của nó cũng là size nhỏ 39, size 5 này, 39 nha. Và mã chốt hàng là A34, em bán 1,6 triệu nha. Anh nào vừa size và chuẩn bị đi du lịch châu Âu thì nhắn cho em đôi này đi. Đôi này đi rất là hợp và đẹp luôn á. Em bán giá cực kỳ tốt cho cả nhà luôn. Rồi, tiếp theo là một em loafer tới từ nhà Salvatore Ferragamo. Thực sự là một cái đôi giày da lộn rất là đẹp luôn. Cái màu của nó cũng khá lạ nè. Kiểu như là màu nâu nha, màu nâu mà nâu nâu này, nâu đẹp lắm nha cả nhà. Xịn sò và sờ vào rất là phê luôn. Form của đôi này khá là đẹp luôn nè cả nhà thấy không? À, mũi thì hẳn lên một chút xíu và cái khóa lệch Ferragamo này, hai bên lệch đều đẹp nha. Đôi này da lộn đẹp quá trời luôn, thực sự là nó còn nguyên luôn. Ferra mũi đẹp quá trời, khóa lệch cũng đẹp, da lộn màu đẹp nha. Em cam kết với cả nhà cái đôi này chất da lộn của nó đẹp lắm và cái form nó đẹp lắm, trẻ trung lắm. Cái mũi và cái khóa lệch nó dễ thương gì đâu luôn á. À, cái đế này, cái gót này cả nhà nha. Em này sử dụng một cái bộ đế là đế cao su đúc đặc, trời ơi siêu bền và nó khá là mềm nha, khá là mềm. À, cả nhà thấy không, những cái phần phía sau nó mòn ít, gai chống trượt là còn nguyên này. Bên trên cũng vậy nha, những cái phần này là nó thiết kế để chống trượt đó, còn nguyên này và nó may hết cái bộ đế luôn, nên là các anh yên tâm đi nha, yên tâm đi. Ferragamo made in Italia này. Quá đẹp luôn nha cả nhà, đẹp từ bộ đế cho tới dáng cho tới da. À, da lộn đẹp quá trời, màu này đẹp nha. Ferragamo này, lót jean nha. Đôi này thì nó có cái độ dày nha cả nhà, đi lên chân rất là ôm nha. Nó có một cái độ dày đi lên chân khá là ôm luôn. Size 6/1/2 này. Đó, là tương đương với size 40.5 ha. 40.5 và mã chốt hàng là A29. Em bán đôi này 1,6 triệu cho các anh đi nha. Quá rẻ luôn. Quá rẻ cho một đôi Fera. Màu đẹp, dáng đẹp. Rồi, cuối cùng là một siêu phẩm mang tên LV. Em này là một cái đôi dép tới từ nhà LV, mẫu đời mới cả nhà nha. Nhìn cái đôi dép nó khá là, nếu mà mình nói dân dã thì nó khá là hơi thô và to nha cả nhà. Nhìn nó hầm hố lắm, to lắm, thô lắm, nó dày lắm nha cả nhà. Cả nhà nhìn cái lớp quai của nó này, dày lắm. Đó. Và nó đúc bằng cao su nha. Em không biết bằng cao su gì nhưng mà giá web nó bán mười mấy triệu á. Đó, mười mấy triệu một đôi dép này nè. Anh nào và đặc biệt là cái đôi này á, nó lại thích hợp đi cho mùa mưa cả nhà ơi. Đi cho mùa mưa. Đi mùa mưa nha cả nhà. Cái này là bao chìm nha. Anh nào mà đi á, đi là bao chìm luôn, không bao giờ chìm. À. Nhưng mà em bao là em bao có dép thôi nha, còn anh nào mà rớt xuống sông chìm em không biết ạ. À, dép này không bao giờ chìm. Đấy, đã lắm cả nhà ơi. Những cái họa tiết đặc trưng của nhà LV á, đẹp lắm. À, và đôi này trong tình trạng cũng rất đẹp. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó nhẹ nha cả nhà. Nó nhẹ lắm, đã lắm. À, bộ đế của nó này. Đế của nó, bộ đế của nó mòn ít thôi cả nhà. À, đế cao su nó mòn ít lắm. À, và cả nhà thấy không? Quá độc luôn. Louis Vuitton Paris phía sau gót này. Đấy, sau gót này, cả nhà thấy không? Rất chỉnh chu luôn. Sau gót cũng có chữ Louis Vuitton, lòng trong cũng có chữ Louis Vuitton và nói chung là trên bên trên thì cũng đầy đủ hết cả nhà nhá. Đi đôi này mà đi mùa mưa thiệt rất tiện luôn. À, và đi du lịch cũng quá đẹp luôn. Em này size 42 nha. Nói chung giày thừa giáp thiếu, các anh lanh quanh size 42 đi vừa nha cả nhà. Và mã chốt hàng là A28, em bán 2,4 triệu nha cả nhà. Đôi dép người ta bán mười mấy củ, em bán có 2,4 triệu thôi nha. Anh nào thích đôi dép này thì nhanh tay nhắn cho em. Thật sự là có một đôi duy nhất thôi. Đôi này mẫu đời mới nữa nên là việc nó có ở ngoài thị trường giày dép cũ thì cũng rất hiếm nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai nha.